Hello, mến chào cô chú anh chị cùng các bạn và các em nhỏ quay trở lại với kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên như thường lệ, cho em Thái Bảo gửi lời chúc đến cô chú anh chị bà con trên một miền đất nước một lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất. Thưa cô bác anh chị mình ơi, trở lại cửa hàng Xe Máy Thái Bảo thì cửa hàng em bán xe máy cũ, máy cỏ, thập cẩm, tầm trung đã qua sử dụng anh chị, phục vụ bà con chị mình đi làm, ví dụ làm hồ sơ nước, giao hàng, Grab, xe ôm, công ty văn phòng đều sử dụng xe của em được hết thưa anh chị. Và đặc biệt đến với cửa hàng Xe Máy Thái Bảo thì bên cửa hàng em bán xe máy cũ nhưng có bảo hành, bên em bán xe trên 10 triệu bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng, thậm chí có những chiếc xe 5-6 triệu em vẫn bảo hành 1 năm cho anh chị mình luôn. Nhưng trong lĩnh vực bảo hành thì bên em bảo hành cho anh chị là một cục máy nghe anh chị. Còn lĩnh vực buổi ban đầu như dây rùa máy, xe nhông, xin dĩa, bình điện, dây coro, tất cả các loại em đã hỗ trợ cho anh chị rồi, vỏ bánh mình đầy đủ hết nghe. Khi chạy một vài tháng rủ như bình điện có chập đứt hay là bất cứ dây coro có mòn thì anh chị thay dây coro hỗ trợ giùm em cái bảo hành nguyên vẹn, ngày xe mới cũng không bảo hành được thưa anh chị. Và đây bên em có hỗ trợ tặng quà cho anh chị như thường lệ, cô bác mình mua một chiếc xe bên cửa hàng Xe Máy Thái Bảo thì gồm ví dụ như tặng một cặp kiến hậu này, ví dụ sang thiếu kiến một bình nhớt, hỗ trợ anh chị mình hết mình. Và đặc biệt anh em có hỗ trợ ship xa cho anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mình cứ ship xa thì chỉ cần chuyển cọc cho em 1 đến 2 triệu đồng, em sẽ ship ra về tới địa phương cho anh chị. Lúc em qua YouTube số lượng xe nó khá nhiều, nó không chi tiết rõ ràng lắm, thì mong anh chị chia sẻ kết bạn Zalo cùng em hai số trong màn hình. Số em là số 995 là số 9, nhưng nhiều lúc mới ra ngoài á, em bốc xe ship xe rất là nhiều, không có trực tiếp ở cửa hàng thì anh chị vui lòng kết bạn cùng em có số 526 nhiều hơn. Để bà xã em mới cho anh chị coi chi tiết rõ ràng, còn em ở nhà em mới tận tình chia sẻ cho anh chị mình hết mức hết mình. Và đặc biệt bên em có là như hỗ trợ trả góp cho anh chị, nếu anh chị mình đang góp tốt và không nợ xấu, anh chị cứ tới cửa hàng Thái Bảo góp xe, ví dụ anh chị mình em tận tình hết mình để hỗ trợ anh chị hết sức. Còn nếu anh chị góp không được mà anh chị mua một chiếc xe thí dụ như 20 triệu đồng hay là 15 triệu đồng đi, anh mua 20 triệu đồng mà anh chị một lần sắm một lần khó đúng không anh chị? Có anh chị mình mua một chiếc xe ví dụ 15 triệu nhưng mà anh chị muốn có xe 20 triệu, em sẵn sàng cho anh chị thiếu là 5 triệu. Thời gian 1-2 tháng anh chị có tiền trả cho em được chiếc xe như ý, không đổ đi đổ lại nhiều lần, nó phải đâm ra lỗ này lỗ nọ. Còn xe cũ thưa anh chị thì trên lĩnh vực bán hàng thì mua bán phải có lỗ có lời, tại vì thật ra nhiều chiếc xe anh chị mua có thể lời mà chiếc xe có thể lỗ, em phân giải cho anh chị yêu mình rồi. Bởi vì một cái thế giới di động người ta muốn mặt bằng, người ta kinh doanh thì người ta bán cái điện thoại iPhone Pro Max 14 đi, Pro Max 14 thì em mua một cái đó thì 45 triệu, như thực ra bây giờ em bán ra chưa được 3 tháng em bán không tới 25 triệu thì tất nhiên lỗ lạ là nó cao so với đồ mới, còn đồ cũ thì lỗ rất là nhẹ nhàng hơn. Còn anh chị mình hiểu về xe cũ thì chia sẻ cùng em, có những anh chị lỗ 1-2 triệu rất là tươi cười, rồi có những anh chị lỗ 1-500 ngàn là buồn bã. Bởi vì trong lĩnh vực mua bán chị mặt bằng cũng 60-70 triệu, anh em làm cho em cũng 5-6 người, tháng em chi phí 100 mấy 200 triệu mà họ anh chị chứ không có vô ra thì làm sao sinh sống được đến ngày hôm nay anh chị. Lấy cái này chia cái kia, lấy người khổ chia cho người khó, lấy người giàu chia cho người khó anh chị ạ. Anh thử là em nói thật lòng anh chị là trong tình thương con người. Thay mặt cái hàng cảm ơn đến quý khách hàng thân thương đồng hành ủng hộ và chia sẻ cho em trong suốt thời gian qua, thì em không có gì hơn vặn lần này quý anh chị. Và đặc biệt những lúc làm YouTube diễn tả xe nó không có phù hợp thì anh chị thông cảm chia sẻ bỏ qua cho em. Còn trong lĩnh vực bán hàng bên em thì những lĩnh vực như là xấu là em khoe mà tốt là em che. Bởi vì lĩnh vực em tả diễn tả một chiếc xe anh chị bỏ một ngày công từ Tiền Giang miền Tây lên đây từ miền Trung vô, mà chiếc xe không vừa ý anh chị thì anh chị rất buồn về em, rất thất vọng đúng không? Nhưng em cho anh chị một cách rất là ngỡ ngàng, xe tới là tự nhiên đẹp đẹp ngang thì anh chị thấy rất là hấp dẫn và rất là dễ mua bán. Và địa chỉ cửa hàng Xe Máy Thái Bảo là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nha anh chị. Và hai số điện thoại em đã trên màn hình. Và lĩnh vực mua bán thì anh có trên cái màn hình của em á là đã có cái địa chỉ sẵn rồi, anh chị nhìn như đó anh chị gõ Google là Xe Máy Thái Bảo là có con đường, hoặc là anh chị bấm tên Google Maps là anh chị tới cửa hàng được rồi. Còn con đường thân thuộc thì anh chị đến đâu cũng được hết, như con bên này anh chị đến từ miền Tây lên này, Sài Gòn ra Tây Ninh xuống Đồng Nai lên, anh chị mình đến ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng em 700m, không biết đường, em tận tình đón chị cứ alo đừng ngại ngùng. Còn hôm nay đặc biệt em sẽ giảm giá cho anh chị mình luôn, những chiếc xe mới về mà xe đã có thì anh chị cứ từ từ theo dõi clip của em, có được chiếc nào em chia sẻ anh chị mình chiếc đó nghe. Rẻ bền chất lượng, đôi khi xe cũ thì phải có sơ xúc 100 chiếc cũng có 1-2 chiếc bị lỗi, làm sao hoàn thiện 100% được anh chị. Nhưng anh chị mua nhầm xe đó cũng thông cảm chia sẻ cho em, em cũng nói hết lời. Và trước khi review xe, em một lần nữa luôn cầu chúc cho anh chị một ngày bình an. Rồi bắt đầu em review xe cho anh chị cùng tham khảo theo dõi chia sẻ với em nghe. Được con nào mới có cũ, mới về có cũ đi có nghe anh chị đây. Một trong hai con Future thì hôm nay em sẽ review cho anh chị một con này. Đây 13 triệu đồng thôi anh chị, tại cửa hàng 52X2 Future thì trông rất là liền, mới dán tem lại, vàng lông có bắn nhẹ nhẹ mấy đứa em ở nhà làm. Thì nói chung
gấp thì không có mục, à vô cô si còn luôn, 125 đầy đủ anh chị luôn, máy rất êm, đầu có chạm, một con phiêu chưa 13 triệu đồng bánh đĩa. Xe này thì chung nó liền lạc thôi chị, 13 triệu đồng bằng QS, máy rất là em bao chạy anh chị, bảo hành 1 năm nghe. Nhưng mà chiếc xe này cặp niền người ta đã thay thôi bởi vì lâu ngày nó một người ta thay cặp niền. Còn xe rất sạch sẽ cho anh chị, một con phiêu chờ 13 triệu đồng, nhanh tay chốt đơn. Những chiếc xe này em báo giá tại cửa hàng là em đương báo giá tại cửa hàng ngay, tiền ship anh chị hỗ trợ giùm em nghe, em sale giả hết mình, giảm giá cân nhắc cái giá cả cho anh chị mình hết tình hết sức. Chứ còn nghề của em làm dâu trăm họ, em không biết sao cho vừa, sơ đủ, cứ bán tới đâu là hai tới đó, tình thương của người ủng hộ em như là em chia sẻ cho anh chị mình luôn nghe. Ở đây một cô hiệu trưởng khá hơn thì ở nhà em có nhiều loại, từng em nói anh chị rồi, tiền nào của đó Việt Nam mình không có gì rẻ mà ngon. Thì bây giờ nó từ 13 triệu vẫn ngon nghe, chứ mà rẻ mà chạy không được anh chị, em bao anh chị đâu qua bảo hành chị một năm mà. Từ 13 triệu tới 43 triệu đều có hiệu trưởng cho anh chị tham khảo chia sẻ nghe. Đó thì em mới phân giải cho anh chị coi, à con 43 triệu bắt quá ha, con hai mấy thì anh lấy con 13 triệu. Sau con 13 sẽ tới con 17 triệu anh chị nè. Rồi phiêu chờ neo kim dụng full cho anh chị mình luôn nghe. À, à neo kim đầu cổ có chạm mà rất đẹp anh chị, mắt thường nhìn không thấy đâu. Đó em thấy như còn như zin luôn á chị nghe. À đầu zin luôn á, nhưng mà em không công cho chị, em chỉ nói trước là chẳng thà mình nói được lòng rớt mắt lòng sau để anh chị khỏi phiền về em đúng không. Đó đầu rất có đó, nhìn rất đẹp như này, con này khá thẳng cho anh chị mình luôn, giá nhẹ nhàng. Rồi 17 triệu đặc biệt hôm nay em sale xả giảm giá anh chị còn 16 triệu 500, giá tại cái hàng xe máy Thái Bảo thưa anh chị. Đó và sau con hiệu chờ thì mình lại đến một con rim super đời super dọn anh chị, super dọn full hai đĩa mâm Raider. Đó máy cực em nghe, không độ đầu chỉ đi trái lớn thôi chứ còn máy là dây không có độ nghe anh chị. Đó đi bình xăng nhỏ độ sao chạy nổi. Đó đi bình xăng của nó. Đó, xe dọn chạy cũng khỏe lắm, liền lạc sạch sẽ, đi bô filter gắt chân quy 125 đúng Supreme nha anh chị, em bao đúng Supreme cho anh chị mình luôn chứ không phải xe Trung Quốc dọn lại đâu. Giá của nó năm 2014, hôm nay 16 năm em giảm anh chị 2 triệu 14 năm, mà đặc biệt sale xả ngày hôm nay còn 14 triệu cho một con này gấp nhôm nha anh chị, đi hai đĩa gấp nhôm nghe, lốc bắn rất đẹp, đầu nồng EP thiếu dây đồ mết không có, em chia sẻ gì đó đây. Rồi con này là bữa nay em bán tại cửa hàng là 14 triệu mà anh chị em báo giá rồi, anh chị cứ gọi điện thoại qua ba nghe cũng được hoặc tới cửa hàng được, em có thể giảm like giảm lọc giảm lá thêm cho anh chị mình nữa, chứ không phải bán hàng mà bán ngang bán ngửa đâu. À, chia sẻ gì đó đây. Ở đây đúng con Super nè anh chị, Super rim xe niền trước niền sau go si còn ngay đầu riêng nha anh chị, đầu chưa rớt. À, em báo xe đầu riêng thế nào em nói chính xác, máy nhẹ te ốc tán chân giò vô vọng theo năm tháng nghe, mình thường bấm điện còn nghe anh chị. À, niền go si chắc bắp, mình thường bấm điện còn hết cho anh chị mình luôn. Chia sẻ giá con xe này là 16 triệu 500 ngàn đồng, xe không mất món gì nghe, liền đeo xe rất thẳng, 16 triệu 500 ngàn đồng. Mà hôm anh chị tới cửa hàng em chia sẻ thêm cho anh chị 500 nữa còn 16 triệu, mà 16 năm lại bao ship cho anh chị nghe, em nói rõ ràng chi tiết. Super nhưng đi bộ tem hồng, người ta thích tem hồng người ta dán bộ tem hồng, anh chị thích bộ tem Super em sẽ dán lại cho anh chị bộ tem Super nguyên thủy của nó và chia sẻ với em con này anh chị ơi. Cốc đơn còn ngại ngần gì nữa. Rồi đây 61G1 Dĩ An Bình Dương, bánh mâm suy thuốc bánh mâm nghe anh chị 10 triệu đồng, tới cái hàng em giảm cho 100-200 tiền nước anh chị mình trên đoạn đường đi về. Chia sẻ với em nói được em làm được, nhiều khi em nói thưa anh chị chiếc xe em mua 3 triệu nhưng ai có điều kiện hoàn cảnh khó khăn em cho, em thiệt anh chị không, không phải là cho nói chuyện mang cái chữ to tát quá, nhưng mà hỗ trợ chia sẻ những người làm phước làm từ thiện cho chùa cho chiền em hỗ trợ hết. Còn chuyện mua bán trong lĩnh vực xe cũ thì phải có lỗ có lời đúng không anh chị, nhiều khi em lỗ chết cha em luôn, em để em nhà mua như những cái Vario những cái xe phụ trợ đời cao anh chị đi, em mua lúc mà phải chở lên 5 mấy triệu em mua cho anh chị vô 36-37 triệu, bây giờ em bán ra 2 mấy triệu em lỗ biết bao nhiêu là tiền, xe đậu trong nhà vẫn lỗ đừng nói mình lưu hành. Thành thử anh chị phải hiểu những dòng xe nào lỗ nhiều lỗ ít, thí dụ đi mình mua một Mít 3 và một SH, hai con bằng nhau 80 triệu nhưng con Mít 3 anh chị đem ra bán được 40 triệu thôi, mà con SH á anh chị là bán được 65 triệu có thể, à là nó lỗ ít hơn. Mà những dòng xe thông dụng hay không thông dụng thì chia sẻ với anh chị rõ ràng chi tiết. Rồi theo chân em qua bây giờ em mới về được một con 50 đây, quay 50 anh chị, con xe đẹp tuyệt vời nghe, 2020 sao em để anh chị con này 9 triệu 500 ngàn đồng tại cái hàng xe máy Thái Bảo, anh chị coi nhãn hiệu của nó nè, Harlem 50 VW
chiếc xe em nó ốc cầu màu luôn, vỏ bánh dày cui, chân giò như mới, gần tới mùa học rồi anh chị ơi. Người ta vô gắt chân anh chị nè, gắt chân xịn á, để cho nó vô trong trường học gửi hay đi đâu gửi nó gọn hơn, nó không có bị dướng bận đó. Còn xe không lỗi nha chị, đầy sức một vài chút là phải có rồi, còn đâm đụng té ngã là không có. Từ dòng Harley là của Hàn Quốc nha anh chị, dòng xe này cũng rất là khá đó. Cũng coi gì có cái chân dàn chân nó gì biết, cam liền bánh vỏ nó là phải như vậy, nó sáng trưng. 9.500.000 đồng, chia sẻ những nhà em học sinh sinh viên. Ở đây là một con dép Sol, thì hôm nay sẽ chia sẻ anh chị 14 năm em giảm còn 12 triệu, nhưng mà đặc biệt có thể giảm thêm chút lọc chút lá anh chị tới cửa hàng 54B. Con dép Sol rất đều và thẳng xe anh chị đó, chân giò nghe đầu có còn khói, nòng chưa có rút, em báo rõ ràng máy em ru. Em dép Sol này thì anh chị cũng biết rồi, em quay rõ ràng cho anh chị coi đây. Cái này chó cắn bẻ mất miếng anh chị đó, còn đầu cổ rất là khô, có sao em quay vậy. Cái này cắt miếng bẩn hàng vô bắn là đơn giản, em không có làm, em để mô hình cho anh chị mình tháng dướng bẻ mà làm té bẻ đâu đó. Đầu cổ khô ra đó, anh chị coi dép Sol rồi bán cho anh chị con này luôn. Em về một Alex bình xăng 208 máy em ru rú nè, 51K6. Thì con này em bán tại cái hàng cho chị 9 triệu cả, em gửi em bán rồi, cản hơi xấu, 9 triệu thì cũng hơi căng căng chút, em để anh chị 8 triệu 8. Máy cực em, lông lá thì không có mới ke anh chị, cũng là một vài đốm nứt nứt chứ không có mới ke. À, nó có tài một miếng bên này 8 tỷ 8, bán cho anh chị mình luôn 8 tỷ rưỡi luôn, tại cái hàng đừng trả giá em nữa nghe. Em chia sẻ hết giá cho anh chị luôn. Rồi mà tiếp theo con này quay A59L2 số Sài Gòn 110 2017, xe đèo xe khá thẳng, em bán chị 11.800 con này, 11.800 một con VA 110 máy zin bảo hành 1 năm, 11.800 110 máy bảo hành 1 năm, 93T7 nè chị. Rồi Bình Phước này 6887 số cũng được nghe, QS đầu riêng nha chị, RS 100 nghe, đầu riêng cặp lốc khá thẳng đèo cho anh chị mình luôn, màu xanh. Đầu xanh, chia sẻ cho em luôn con xe này. Nói chung trong nghề mua bán thì em nói chị rồi, làm ăn này thì nói chung người này hiểu người kia không hiểu. Nhiều khi đem cái xe về cái bán cho mình 8 triệu, mình bán 10 triệu coi sao bán, em làm cả triệu nữa em chưa bán được chiếc xe nữa. Thành thử là chia sẻ cho em hết lời luôn con này anh chị ơi. Rồi đấy, màu xanh này không biết giá nhiêu đi, để mà bà xã bà báo giá là phải báo chị sau nghe. Chứ còn cái này thì em cũng chưa biết giá là bao nhiêu. Tại nó cũng đẹp đó anh chị, khá thẳng, mặt nạ 2 tầng, vô dĩ. Thì chân giò đều sáng, chất lượng có. Rồi xe rút đây là xe, thì trong dòng đời xe anh chị biết rồi, nói trong xe này không mới nha, có một vài chấm cài nhưng té bẻ đâm đụng là không có, em bao anh chị luôn. Bánh mâm vỏ trước hơi yếu một chút nha, chị mua em bớt tiền cái vỏ cho, em phải chia sẻ rõ ràng. Máy zin lốc nồi nồi chưa mở luôn chị, đầu nồi chưa rớt nha. Đó, đầu nồi zin đây là xe. Rồi 13 năm, còn 11 triệu, đặc biệt anh chị tới cửa hàng em giảm cho anh chị luôn. 11 triệu con xe này, chia sẻ cho anh chị luôn, giảm luôn, giảm tiền cái vỏ rồi nghe. 67 xe một xe mua Tuấn Chi đi, rồi bán 11 triệu, chia sẻ anh chị luôn, chia sẻ cái vỏ trước hơi một, giảm cho khách hàng luôn, bán được cứ bán, mua được cứ mua, chia sẻ đây là một con quay 50 anh chị. Con này em để anh chị giá tại cửa hàng là 8 triệu 8, quay A 100 đời 2014-15 gì anh chị đó, nó không có mới ken nghe, 8 triệu 8, xe đều, giá cửa hàng, tiền ship trả cho em nghe. Em chia sẻ anh chị con nào ra con đó 8.800.000 đồng đó, không té bẻ nghe, có đề xuất một vài chấm cho anh chị mình chia sẻ với em. Và sau những con xe này em chia sẻ cho anh chị luôn, em có Louis VX nè, Lách VO và Louis VX FI, có hai con bình xăng, con FA và hai em Mio. Mio là trong giá tiền thông dụng, dễ sử dụng, dòng Yamaha nghe. Bước qua hai băng Yamaha tới con hai con Honda. Honda như click anh chị. Trời xe nó quá thẳng, thẳng băng anh chị ơi. Nhưng mà bụi đất đây, thẳng tăng à. Rồi Alex đầu bò. Sau Alex đầu bò đến con Accenter 2006. Xe này xe nhập Thái nghe anh chị. Xe nhập Thái. Nhưng đi dần lên 2010 hết rồi anh chị ơi, đi quên tay luôn. Một đời chủ một người đi. Thì con này em chia sẻ anh chị tại cửa hàng là 35 triệu, dàn áo bọc keo nguyên con nghe, đi 2010 hoàn toàn, xe nhập Thái 2006, sườn máy giống nhau, em báo rõ ràng, đi quần tay, máy cực em,
Rồi biển số Cần Thơ mình luôn chị nè, 65K1 luôn nè. Anh về chốt đơn con này đúng nè. Đúng rồi, chập thái nghe lên chạy sướng lắm chị, rất nhẹ nhàng, tuyệt vời trong đời luôn. Anh chia sẻ chị mình hết sinh, hết sức, hết mình luôn. Được con nào xào con đó, chia sẻ với em. Đó, coi giùm em nè, em chia sẻ anh chị hết, hết sức luôn. Bắt đầu qua trở lại bên này, để chia sẻ với em con Alex đầu bò. Em bán chị 11.800.000. Máy móc chi, anh chị coi cục cái nồi mà chưa động gì luôn này. Lắp chưa động luôn, máy móc chi. Đầu nồi chưa rớt. Xe có trầy một vài chấm 11.800.000. Bây giờ em bán lại, em bán 12 năm cũng được, nhưng mà không, em để anh chị coi thấy những điểm yếu và chi tiết của chiếc xe nó như thế nào và đó làm sao. Chia sẻ anh chị rõ ràng. Rồi sau đầu bò đến 125. 125 này em bụi anh chị, chứ không phải là nó gọi là nó bị trầy đâu, nó dơ trong nhà, nó bị rớt 31 xuống. Rồi, ốc chân còn khá thẳng nha. Đồ đèo đồ cho anh chị mình luôn. Đó. Giá dễ thương luôn anh chị. Nhiêu tiền đây ta? Coi đi, bán chị 17 năm thôi. 94E1 Bạc Liêu, xứ sở tôi yêu. Đó, chia sẻ với em con này. Em một quay báo giá rõ ràng chi tiết, nói trong tình người và trong xã hội. Luôn luôn tôn trọng nhau, lá lành đùm lá rách, chỗ nào biết chia sẻ những việc gì, em cứ nên làm. Và nên làm, thì mình làm cái gì tự lương tâm mình biết, từ con người mình biết, chứ đừng nói xã hội người ta không tin mình đâu. Nói cái nói dốc nói láo, nhưng mà thật ra con người mình sống như nào, theo cái lương tâm của mình, gieo gió là gặp bão à, không có đường nào trật anh chị ơi. Làm ăn phải có lợi nhuận, phải có cái này có kia, chứ không phải một hướng về một chiêu. Đây, cũng là một con này 19 năm. Tại sao không chênh lệch dữ vậy anh chị? Tại sao không chênh lệch dữ vậy? À, có 2 triệu mấy thôi, nhưng con xe này là con xe đen nhám nha anh chị, phiên bản hốt nha anh chị. Đó. Thì 19 năm, chút anh quan chị con 15 năm. Nó nhiều con nhiều giá em phân giải anh chị rồi, quan trọng cái chất lượng, bán bảo hành lấy uy tín thương hiệu của mình. Chứ còn nó thật ra bán mà bán số bộ thì bán rất là rẻ, mua đồ rẻ gì bán cho anh chị được. Nhưng mà về mất uy tín. YouTube một ngày một năm một đời có thể nó đâu còn nữa, còn có người tiền miệng với nhau. Thì anh chị mua một chiếc xe ngon bên em á, về cả xóm mình chạy ngon ha, cả làng chạy ngon, chị sẽ nói mua xe táo bạo chạy ngon. Em đâu có muốn làm tầm bậy tầm bạ anh chị. Nhưng mà nhờ những anh chị là vừa rồi đặt em những số xe rẻ về không bán em sợ lắm rồi. Tại vì rẻ thì không thể ngon được, thành thử những cái thiếu sót này nọ anh chị la em nữa thôi. Tốt nhất bây giờ em bán xe chuẩn chuẩn anh chị là mua chạy luôn, để khỏi nhức đầu nhức cổ em nữa. Đó, thiệt tình chia sẻ với anh chị hết tình luôn đó. Rồi bắt đầu. Theo chân em ra đây em làm mấy cái xe ga cho anh chị qua các em sàn về dòng xe số nghe. Đây là một con Click nè, 54X1. À, nói chung xe dọn full, nó máy là lốc máy chinh nha anh chị. Máy chưa làm máy chinh, dọn full 54X1. Rồi 12 năm bây giờ em giảm cho chị hết sức 2 triệu, còn 10 năm em mua đúng chục bạc. Chiếc xe em bao chạy cho anh chị mình luôn nha, bảo hành 1 năm. Đó. Không lỗi, không lài, không lai, không lột. Đồng Mio này buồn tình về cha trả cho mình nè, bán chị 5 triệu 7 nè. 47L4 nè, máy em nè, xe liền đèo Mio nè. Đó, cái yên có rách chút hỗ trợ chị, cái yên 5 triệu 7 nè, hỗ trợ anh chị một chiếc Mio luôn nè. Đó. Còn Mio nó lên trạng thái trước rồi nghe anh chị. Em bán chị 6 triệu nhưng thôi anh em giảm anh chị luôn, cũng còn 5 triệu 7 luôn. 14K6 này, 5 triệu 7 cho anh chị mình luôn nghe. Đó. Đó Mio. Hỗ trợ anh chị đẹp không? À lên Mio đầu thái luôn nè, vẫn học để đồ cho anh chị đầy đủ hết luôn nè. Đó nó khác Mio này. À thì em cũng bán chị 5 triệu 7 luôn, chia sẻ cho anh chị luôn 5 triệu 7 Mio luôn. Bán thấy tình đời, không cần phải suy nghĩ. Rồi tiếp theo là con Blue VX, con này em bán chị thiệt 12 triệu. Em mua 10 triệu vậy em sân là 1 triệu 8 đó anh chị. Em ơi anh chị sân là 1 triệu 8 đúng nói sai có mặt từ luôn á. Em sân là 1 triệu 8 cho đẹp á, tại vì tài tài một vài chút thấy ngán. Máy chinh FE phun xăng điện tử em bán chị có 12 triệu đồng. Có 12 triệu đồng cho một FE này anh chị chia sẻ với em đi đó. Còn mấy con này thì em bán cho anh chị 8 triệu rưỡi nha em. À tới cả em giảm lọc cho máy chinh 60U7 này 8 triệu rưỡi một con Louis nè. Cái loại này có thể người ta bán 6 triệu rưỡi cho anh chị có, 6 triệu có, nhưng quan trọng dòng này là xài nước. Đã xài nước mà Yamaha mà ngập nước là chạy không có được. Em bán máy zin bảo hành chị 1 năm nghe. 8 triệu máy vẫn bảo hành 1 năm. Đây tiếp theo 8 triệu máy bảo hành anh chị 1 năm luôn. Đó. Chia sẻ hết sức hết tình hết mình cho anh chị mình luôn. Đó. 84L1 anh chị. Rồi, con này em bán chị 8 triệu đồng, 8 triệu đồng anh chị, 8 triệu đồng cho một con Louis này. Đó, chia sẻ con này 8 triệu rưỡi. Bán hết, lấy tiền, cần tiền cứ bán, cứ xài, cứ xả cho anh chị mình luôn. Rồi chia sẻ với em. Và sau con Louis thì em chia sẻ cho chị một con BS. Nói chung xe chính chủ chính tên. Em nói rõ ràng cho anh chị mình cùng tham khảo chia sẻ với em. Thì 30 triệu em mua cũng hai mấy triệu rồi, thì em có thể giảm thêm cho anh chị chút nữa. Xe bọc keo nguyên con anh chị, dàn áo là bọc keo nghe.
em bao nhỏ bào keo máy giữa chưa trẻ nghe, riêng như cục pin nhẹ nhàng mua cái giấy cầm cập cho anh chị mình luôn đó. Con xe này em nói chị rồi à, tại sao BS nhiều anh nghĩ là em bán con có 22 triệu, con 25 triệu mà con đang gần 30 triệu đó anh chị, bởi vì chất lượng nó cao thì em bán nó cao vì tiền nào của đó mà. Như con xe này thì em nói anh chị bảo hành anh chị được, nhưng nhiều anh mua chiếc xe có 22-23 triệu về kêu hư này hư kia sửa máy đồng, tại vì cái dòng nước này chị biết rồi à, phải chăm trước dùng chút xíu để mình chạy, chứ còn nếu mình bán cái căng mà cứ nói là cái bảo hành trọn đời năm sáu trọn đời thì con người mình á, em nói anh chị rồi, cái đồ cũ mà cái đồ mới con người mình đây mà còn chưa bảo hành được, thua nồi cơm điện đó. Em nói thằng chị thua luôn cái điện thoại di động đó. Cái điện thoại di động tăng bảo hành cho mình 1 năm nha, chứ cái con người mình cai bảo hành đâu. Để con người mình phải biết sơ suất và chia sẻ cùng nhau trong tình thương mến thương, để mình bán hàng á làm phải nhu cương trang hòa, thương nhau hiểu nhau, khách hàng cũng như người sử dụng xe ai cũng muốn làm tạo thành một cái thương hiệu, một uy tín, chứ không ai muốn tạo thành cái tầm bại tầm bạ hết. Kiếm củi 10 năm đốt ngày. Xin lỗi mấy anh chị cô chú, chứ ở đây em bán xe nó thiệt, em cũng nắng nấu tốt một hơi cục, em chia sẻ từng chút một, chứ còn nói thiệt người này đâu có phải ai cũng là người tốt hết, mà người nào mới làm đúng hết được, nó cũng có một có sơ suất nhỏ nhỏ. Nhưng lại như cái xe em đâu có rút trong xe em chui ra đâu, em có rút bụng xe em chui ra, nhưng mà nhiều lúc em đoán được nghề nghiệp em chuyên môn mấy chục năm rồi thì em đoán được xe đó như thế nào, chất lượng ra làm sao. Không biết đâu giờ bác sĩ bảo không có ai còn cam kết bảo hành cho anh sống trọn đời, bữa nay bình thường mới khám tổng quát không bị gì ta, rồi đây mấy tháng sau bị ung thư chạy trách à, thì ai hiểu được cái chuyện đó. Con người mình còn muốn chiếc xe để anh chị để mua xe cũ, để anh chị thương em Thái Bảo, anh phải hiểu về mình, cứ thôi bản thân mình đi. Ngày xưa mình 20 tuổi mình chạy đá banh vun vút à, bây giờ mình già 40-50 tuổi rồi thì con người chậm chạp hơn, yếu hơn, thì anh chị phải hiểu cho em điều đó, cũng như chiếc xe vậy thôi. Đi lâu ngày bố nồi nó mòn thì anh chị mình chia sẻ dán bố nồi lại giùm em à, chạy cho nó ngon. Chứ bây giờ bị em làm quần thì anh chị thì lấy cho em để cho rẻ mà là ngon hết, thì em chỉ có bán nhà mà để bán xe thôi. Bao nhiêu năm đây vẫn đứng mấy chiếc xe cỏ cỏ này anh chị ạ. 59x1 này à, cái con này á là thì nói chuyện đờ lăng, đúng con đờ lăng 150 ngay màu đỏ, nhưng ta đưa nguyên một con SH Ý đờ lăng là Ý, mà ăn là Ý màu đỏ 150 luôn, nhưng ta đưa nguyên con 208 qua FI luôn anh chị. Từ đầu đến chân bên em giảm cho anh chị con này 500 đi, mua 27 năm rồi, bây giờ bán nhanh 9 năm được 2 triệu được bán chị 28 triệu, 500 à, kệ cha nó bán 28 năm này à, em lời mấy đồng bạc lẻ em bán anh chị luôn 28 năm này đó, anh xem đó, giờ em xem sao cho anh chị mua. Trời ơi em nói nó phun lắm. Ê, một nguyên câu 208 mà ờ à. Rồi tiếp theo thì giờ anh chị đang nhiều bao nhiêu ấn nữa. Ở trong nhà thì có nhiều con xe như quay A, quay RS tầm tiền 9-10 triệu, anh chị đầy xe để mua và để sử dụng bất kỳ hàng xe máy Thái Bảo. Đâu phải em kêu là không có xe đã nhiều lắm, cả rừng cả biển luôn à, anh chị kêu mắc đúng không, giờ mình kêu con quay S này nó 9.8 triệu nó mắc 59H này, thì anh chị nhảy quay S này 8 triệu thôi, không có gì gọi là mắc và rẻ hết, quan trọng là cái chất lượng mình đưa ra thị trường. Em bảo ví dụ rồi, cái bóng đèn 70.000 có cái mà 140 cũng có cái, 201 có cái, thì cái nào mua tốt thì xài lâu, mà mua ải thì xài nhanh vậy thôi, chứ không có gì mà gọi biểu rẻ mà ngon. Cái mua xe 7 triệu nó chạy ngon không có ngon được, 7 triệu sao ngon, ai nó ngon xe điên xe ma, chứ xe thực tế không có xe nào ngon được hết. Đây như Future con này quá liền và thẳng xe, full xe cho anh chị mình luôn nghe. Rồi có 4-5 người dặn em xe này cứ để cho tôi, bây giờ em còn một con này, hôm nay anh nào chốt đơn em bán luôn 14.500 nghe. Em nói chị xe thẳng kinh khủng lắm, đầu cổ sạch sẽ lắm, xe nói chung là thẳng băng à, chứ không phải thứ dập đâu, lông lá từ chân giò lóc liếc này à, nó quá đều. Anh chị mua này có 14.500, chị chạy thử coi chiếc xe của em như thế nào nó ra làm sao thì em chia sẻ anh chị hết, trong đó em bà nó từng con từng giá. 51V2 nghe anh chị yêu à, chia sẻ với em. Rồi cái con này cũng Future 93L1 này, nó chênh lệch từng giá một anh chị. Em bán con này 14.500 là em sell đó, hôm trước em mua 13.400.000 về em dọn 1.600.000 đó anh chị. Nhưng em vẫn bán, lỡ chân gượng được lỡ miệng gượng không được, lời nói không mất tiền mua mà chia sẻ tình con người với nhau đó. Bây giờ liền lạc sạch sẽ mấy em cho anh chị luôn, FI phun xăng điện tử, xe này em bán chị 14 năm tại cửa hàng, đâu có mua IP sang còn không có nữa. Còn anh chị nhìn trên hình ảnh thì anh chị chỉ thấy cái xe nó bóng lộn thôi, nhưng chị tới nơi hoặc là ship đi rồi anh chị mới thấy đau lòng. Còn em bán hàng, em nói rồi, xấu em khoe mà tốt em chê, em cứ nói thẳng với anh chị là mua, tin em thì vô kênh của em mua, còn không tin Thái Bảo à, cứ mua đâu mua, còn có chuyện hỗ trợ cho khách hàng anh đã hỗ trợ cho anh chị thấy không? Không nói sai lời, không ăn bây giờ mà có hơn nhau bớt 100.000-500.000, uống thùng bia cũng hết, mà ăn người ta 1 triệu cũng không đủ đời. Nhưng cái lĩnh vực chuyện đúng việc gì ra việc đó, mình nên làm theo nguyên tắc của bản thân mình,
không có sai trái được anh chị. Đây phiếu trơ màu đỏ nè, đâu rồi đó, màu đỏ nghe anh chị, cũng FI bánh mâm luôn. Con này hơn 15 triệu, nó thẳng xe hơn à. 60C1 17 năm, em bán 15 năm, em giảm gì 2 triệu đó à, nó rõ ràng chi tiết. Còn con này 18 năm, còn 16 năm là giảm thêm chị còn 16 triệu. 61E1 đó, con xe nhà giàu màu xanh quay y luôn vậy, đúng đúng màu xanh của nó luôn anh chị, đúng phiêu chợ màu xanh quay y, rất đẹp, xe rất là sáng sủa. Nhưng mà nói vậy thôi, cứ gọi điện thoại cho em tới cửa hàng đi, em giảm bớt chứ không sao đâu. Kể cho nghèo cũng nghèo rồi, nghèo cũng cho cu tèo đi học mà, em chia sẻ anh chị hết tình rồi. Ừ, thì em cũng nói thẳng luôn những cái lời nói của em này là trong lĩnh vực mua bán này nọ à, có gì sơ xúc và xúc phạm chị chia sẻ qua cho em. Còn nghe bà xã nói là cái con này người ta chốt rồi, mà cái chốt là chưa đây em quay luôn, lỡ thì em quay luôn, anh nào chốt thì thông cảm nghe. Rồi có gì quay chốt và không bán cho anh, chứ không phải là đẻ cho người khác đâu. Phiêu chỉ FI phun sơn điện tử dốc la da, đầu có chạm, chiếc xe cực thẳng anh chị, lốc liên theo năm tháng, có một vài chấm nổ, vô bọng cổ đã cắt rồi, dàn lông dàn lá đeo. Nó FI thì em bán cho anh chị cái giá mà 27 mấy thì không có đâu, bán chị 27 triệu thì không có, 27 triệu thậm chí tới cái hàng để cho 26 năm rồi hết giá luôn nghe, lời 200.000 300.000 bán hết mà bằng con phiêu chờ thường. Anh chị thấy bây giờ em mua này, con này em mua cho 24 triệu anh chị nè, em chỉ coi chút ông quay phiêu chờ nè thường thôi đã 24 triệu thì em mua sao em bán dài bằng nguyện vọng lương tâm đó. Còn đây này em phiêu chờ thường nè anh chị, 61D1 này em mua 24 triệu giờ bán chị 24 năm, thậm chí thì tới hàng để cho 24 triệu luôn, xe dọn full dàn áo trước có bắn sao có tem, để lại có trầy một vài chấm trên tem rồi, dọn từ con ốc luôn chị, dọn full đẹp. Có mua 24 triệu bạn quay a mất chiêu mua trời à, mua chạy em bán 24 luôn. Bữa nay em có quay này hai lần bán rồi, em bán đầu hết không có đẻ nhưng ngứa gan nhức mắt. Con này không có lỗi, chỉ mới cái tay em tài một vài chấm thôi à, thì em nói thật con nào lỗi là em quay anh chị chi tiết hơn, còn con nào mà không lỗi em quay lướt qua thôi. Đây 69H1 này 20 triệu bán luôn. Bữa nay em quay anh chị luôn, xe này dọn full từ hãng về nghe, chú ra hãng làm đồ mới hết toàn bộ của hãng nghe, từ một con ốc luôn. Nhưng mà cái hãng thợ ngoài hãng nó kêu là cái đầu chú chạy hơi yếu hơi rốc, ảnh làm có cậu khói làm bài đàng hoàng anh chị, bây giờ chạy vi vu tầm đời, xe nào không có lái được gì anh chị nghe, không có lai cái món nào hết đó. Không lai được món nào để gọi là ly lai hết đó, thẳng bốn từ cái vỏ dọn từ cái vỏ luôn anh chị, về là chạy luôn thôi, có 20 triệu bạc phụ chùa đèn led cho anh chị luôn hả. Rồi sau này thì tăng RX em có báo cáo anh chị hết rồi, RX thì nó tùy theo con đó. Anh chị tới đây mua cái giá RX 7 triệu cũng có nữa, mà 15 triệu cũng có nữa, từng theo con một và con này cũng vừa. Nó đều lắm anh chị nghe, đầu đẹp lắm à, nó vừa xe anh chị luôn, chứ không có gọi là ken mà cũng không có dập, nó rất là sang, đi cũng vừa tới với sang chảnh của mình á à, chia sẻ với em vừa tới tình yêu thôi đúng không anh chị. Đó em chia sẻ rõ ràng con này cho anh chị, bán chị này hôm nay này nổ cho anh chị này 13 triệu, bán chị 12.8 luôn đó, anh chị coi được không, được chia sẻ với em 60 ha, chân giò sáng trắng. Đây nói nó qua nó lại, nó ông kia ông dọn cho em, dọn cho ai dọn, anh chị coi dọn khí dọn xe biết tình đời, em đã làm tới xương luôn. Nó con xe này em thay từng cái vỏ từng cái đĩa luôn anh chị, nó bị nổ máy trúng đen đem ra anh thợ bôi gì thấy em ghét, em dọn mới dọn full cho anh tính như anh chị biết không, em mua 10 triệu người ta dọn 4.5 triệu à, người ta dọn xe 4.5 triệu nè anh chị, từ con ốc luôn, em biểu dọn hết cho em chứ dọn cái đó là không được, nhâm chấp lên mất công nhức đầu à. Thì bây giờ là 14 năm em bán chỉ 14 triệu luôn, em điên rồi à, nó liền lại bây giờ dọn full mới mà full mới à. Còn chị muốn lán xe riêng 27 nè anh chị, mà con này em bán chị nó thiệt tình cho anh chị là 17 năm mới bán được, em mua 17 triệu rồi, em nói xe mà 27 mà đón riêng cửa đây dễ có anh chị, không người ta đi không cỡ nào đây, con này phải dọn đây mới đẹp vàng, con này con xe riêng nha, không cày không lỗi đó. Anh chị nào mua là chia sẻ với em, Jupiter nó có từng giá anh chị nào thân đó, cái xe em mê đời luôn, mê hồn hương, cái đĩa này con ốc này đầu cổ bích này anh chị coi, dần chân dần lóc cổ bô còn vàng luôn anh chị đó, 17 năm và 14 triệu và khịa khịa kế bên con này cũng Jupiter FI phun xăng điện tử luôn, một thứ một người luôn à, em bán chị 11 năm. Ủa? Sau 11 năm máy vẫn riêng bảo hành một năm như nhau nghe, lông đẹp chân đẹp hơn không không, còn em chia sẻ rõ ràng cho bán tầm bậy tầm bạ. 11 năm anh chị chở hàng đi Grab hả, cái xe mà anh chạy 3 năm nữa anh bán 8 triệu, em nói thiệt chứ còn chỗ nào nói lỗ,
à, hết chỗ lỗ rồi, mua mới 32 triệu mà bây giờ hết rồi. Thì em nói thẳng luôn, người miền Trung thì ăn chắc mặt bày nói thật. Nhưng khi chuyện chiếc xe, em xin lỗi anh chị, không phải là mình đúng hết, mình nói trong cũng việc ăn nói cũng có nhiều câu léo lưỡi, nhiều câu lộn, nhiều những việc mình làm cũng có chút sai. Thì cái sự sai đó trong phần tỉ nhỏ thì nói chung anh chị thông cảm chia sẻ với em. Chứ còn có thật bán hàng mà biển hoàn thiện trăm phần trăm hết thì có thánh bán với người đâu có bán nậu xe mới còn lỗi nữa mà. Xe mới còn lỗi với xe cũ. Dạ. Đây. Đã duy tơ mới lột keo nè chị. Hôm trước chưa lột keo anh chị, bên em lột keo chị coi xem. Đó. Trời ơi, bật cắn tình đời luôn á. Thà là bỏ đi hết. Ta lấy nàng trở về đó, đó xe anh chị đó anh giống lột keo thẳng thân. Xe là máy Vinh, đầu nồi chưa rớt. Đó anh chị coi. Ngay chủ nghe tên, em bán cho chị con xe này với giá là nhiêu đợi? 12 triệu. Rồi. Anh chị này mua like cho em nghe, like con này cho em này 12 triệu đồng MX 2011, con xe quá đẹp anh chị ạ. À. Anh chị coi giùm em xe này. Từng lớp từng giá cả hợp lý, hợp tính, hợp tình, hợp chân, hợp số, hợp gì cũng hợp hết trơn. À mà anh chị có hợp với em mà chia sẻ với em con xe nghe. Rồi bắt đầu em quay máy con Supreme cho anh chị coi. Đó, Supreme như con này tại sao? Đầu tiên nghe, xe không có mới. À, nó rất là đều xe. Nó theo năm tháng từ xưa đến giờ luôn anh chị. Anh chị coi mình sườn bấm điện còn hết nghe. Đầu bít cho anh chị mình luôn nghe. À, mình sườn bấm điện còn lốc đồ vậy nè. À, mình sườn bấm chưa, mới sườn chưa một là tem nó vậy luôn. 202. Bán chị 19 năm anh chị cơ mắt em bán chị 19 triệu. Em nói tháo láo anh chị em mua 19 triệu ạ. Em vẫn bán bình thường, anh chị nhìn nhận chiếc xe nó không mới. Nó không màu mè, nhưng chất lượng cao nó đã có, bảo hành chị 1 năm. Nói thật chứ không nói xạo. Cái gì ra cái đó luôn, chọn dễ mua dễ bán. Còn con này hôm nay em giảm chị còn 15 triệu 500. Một con Super dọn full cho anh chị mình luôn, sạch sẽ mấy em về chạy 15 triệu 500. Chốt đơn đi anh chị ơi. À, em quay rõ ràng anh chị coi đây nè. Cái nào lỗi bẻ cắn đụng nứt cày em sẽ báo anh chị rõ ràng. À, vừa đầu nồng mất em báo đầu nồng mất, bình xăng xe này đi bình xăng của RS. Đó lợi nhuận lời xăng hơn. Thôi mấy chị cũng 100 nha đi bình xăng RS. Em báo từng chi tiết cho anh chị đồng lòng thì chia sẻ với em. Còn nghề mua bán này em nói anh chị chứ biết sao cho vừa, biết sao cho đủ. Bà con trong dòng họ mình á, anh chị thương em quý em cảm ơn. Chứ bà con dòng họ mình cô dì dượng chú bác mình dễ thương được 50% là mừng lắm rồi. Tôi nói đừng nói tới người dân người ngoài, những tên like của mình có những gì sai, những việc gì đúng, những gì làm thì cô chú anh chị mình thương em Thái Bảo thì đã đồng hành theo kênh em rất là nhiều và mua bán em rất là nhiều rồi. Thì em cũng không biết nói gì hơn nữa, nó thật thì em cũng rất thương những món quà của anh chị ở xa gửi tặng em, những trái sầu riêng, những thùng mực, thùng tôm, những con cá, những con khô, à, những trái xài anh chị quý em. À, tại sao mình sống được, đôi khi anh chị mua chiếc xe đó đúng cái hè của anh chị thì anh chị hiểu xe rất là dễ. Còn nhiều anh chị nói chung ở quê em đã phân giải hết rồi, em hỏi anh ta anh chị mua xe bao nhiêu tiền rồi mình phải lợi đầu tư người ta rồi. Trên xã hội này mà có những người rất là khó khăn, có những người rất là khổ, mà có những người rất là nhiều tiền. Như anh chị nào nhiều tiền, nhớ nhớ những anh đi xuống ra đi SH, đi xe hơi xuống mua lần 5-7 chiếc cho lính đi công trình đỡ lỗ, đỡ này đỡ nọ. Thì anh đừng, mấy anh đừng trả giá anh chị tội, anh coi như anh bán, em bán cho có lật lời 100-200 ngàn để em lấy cái tiền đó em bớt lại cho những người khó khăn ở dưới quê, hoặc là người ta lên ra hay những người ta làm từ thiện hay nọ. Thì em muốn làm từ thiện thì người ta làm được thì mình không nhiều, thì nói chung là không là bao nhiêu, nhưng mà cái lương tâm mình làm nhiều khi nói thật anh chị chứ cho người bán vé số, người đi xin mình 5.000 bạc mở cục tiền 100 triệu ra là phạch, cuối cùng ở giữa lấy 5.000 bỏ cho người ta làm cái gì? Cái tay mình cứ lặng lặng cầm trong tay, cái tâm mình tự biết mình bỏ cho người ta không cho ai thấy mới gọi là hay. Đâu phải mình làm mình phải hoang gì xã hội đâu. Chứ như em làm mấy chục năm nay cũng vậy thôi, cuộc đời mà mình tự tạo ra mình cảm thấy có lợi nhuận mình chia sẻ bớt. Chứ còn nói nhiều anh nhiều, có nhiều người chửi em nói sao chiếc xe bán lời nhiều hay lỗ nhiều hay lợi đó, có này có kia, chứ anh chị biết nhiều xe em lỗ có chục 20 triệu để trong nhà thì làm sao? Làm sao em sinh tồn sống được, vợ ba đứa con, anh em làm cho em 5-6 người hỏi anh chị chứ còn chỗ nào mặt bằng một đống. Thì có này có kia để đi dẫn dạy anh chị chiếc xe đúng không? Thôi em nói gần nói xa cô nói thật, nói mà xe cũ cho nó dễ đi. À, bây giờ bắt đầu mình vô tiêu đề của em. Tiếp tục. Con này là con 9 triệu rưỡi mà con Dalim Hado Shiva anh chị ơi. Thứ 2L1 mà hồi nãy em mua giọng phương nguyên con mua xe gì trời? Thì rải đi vô đi công tình em nói chị đầu. Đầu đa liêm nghe chứ phải đồng bảy cái nào City 2 nghe chứ phải có đồ yêu đồng bảy. Nói cái vàng ở ngoài á nói rẻ lắm, 7 triệu đầu Trung Quốc, nồng Trung Quốc, cái đồ quỷ đồ yêu không thì đem gì làm gì? Chạy không được thì thôi cũng báo đời báo kiếp em nữa khổ thân. Thì em nói thẳng đồ cộng gì em báo cái đó là gì em nói đó. Rồi đây 53,5. Tại sao con này cũng lặn Super Rim dọn bên này em bán có 15 triệu 500, thậm chí chia sẻ anh chị 15 triệu cũng được nữa. Mà đây cũng là một Super dọn mà người dọn tới xương.
Thì bây giờ em bán còn được 20 triệu anh chị. Phía dưới này bán không nổi. 20 triệu đó, em mua 19 triệu 700 bán 20 triệu cho kệ, có bán cho anh chị mình luôn. Con này phun hơn. Em dọn phun để em mới báo vào dọn phun cho anh chị, bây dọn lĩnh vực dọn như thế nào ra làm sao? Mất cái món gì không? Đồ nó cốc đi nha, cốc lô. Mình phải hiểu được cái xe dọn chứ, mấy dọn xe bán 10 triệu dọn ai dọn được? Xịt nó lấy bình sơn xịt xịt vô. Anh chị quay cho màn hình chị thấy không? Không giờ thấy được bình sơn xịt vô đây, đang vô này gì thấy mới tan đó. Nhưng mà thật em nghĩ con cốc gặm. À, thì bán bình sơn mua mấy chục ngàn bình xịt ai xịt không được, nhưng quan trọng á thì hình ảnh. Còn đây thật bé là em nói những cái gì là có thật. Đây cũng là 53X5 này. Đó, mình thường bấm điện còn hết xe cháy tem luôn, cháy keo luôn chị ơi. Vô còn lóc còn đồ còn khóa thẳng xe, em bán có 15 triệu đồng cho một shop tem tím. À, đời 98-99 anh chị. Đó, xe đó xe nhập ba cục nghe. Hàng Việt Nhật nghe anh chị. Nào tới con này. Rồi, con này tim Thái dọn lên shop ba nghe. Lắm mối tối nằm không. Con chồng ở chứ hơn đời em nói thiệt anh chị chứ. Nghĩ cũng vui lắm. Như cái xe nó có duyên hay vô duyên thì cha anh chị cọc rồi thì là để đi với lại hoài em ngán quá giờ em bán chị con này thiệt buồn rồi. Buồn tình cha trả buồn tình. Bán chị con này 16 năm thì em nói hết trong xiếc em lỗ luôn. Dọn full nguyên con nghe. Đó, tại sao con này cũng xếp ba dọn. Em thấy dọn. Mà giá dài mà con kia dọn 20 mà con kia dọn 15 năm con này 16 năm. Thì anh chị bóc con nào bóc cá ngoài chợ mà có con cứng con ương chứ làm sao hoàn thiện 100% được. Nếu vậy thì nó đèo hết thì xe mới còn chưa có đèo hết được nó xe cũ đúng không anh chị? Chia sẻ với em. Còn đây mình vô trong nhà như cái nhím lùn. Cũng nói thiệt anh chị luôn. Nhím lùn như con này thì em cũng biết nó làm sao giờ. Đó, xưa giờ 9 triệu rưỡi anh chị mua giùm em, mua 9 triệu rưỡi đó. Chạy chở hàng công trình dung lại được hết, nó đèo đồ, nói chung là nguyên thủy của nó. Không có sơn lè lẹt, không có xịt tùm lum tà la. Đó, nó có vậy em bán vậy, còn nhím lùn nhà em có duy nhất một con. Biển số 60 Đồng Nai nghe anh chị. Duy nhất có một con nhím lùn, anh chị nào chốt đơn rồi chia sẻ với em. À, người ta đây mức độ anh thì thái tạo không có tiếng mà đem nó bị nứt miếng mà khách hàng người ta gì ta dán bạc vô là dán ngăn keo ta té cái đó chứ không gặp mình thay cho cái kiến đi nó dễ nhưng mà khách hàng này vậy thôi người ta sử dụng mà thì em có sao em bán cho anh chị mình như vậy luôn rồi đây của anh pha anh chị nghĩ đó tiền bao nhiêu cũng có còn này bán chị 11 triệu lốc đen xe sạch còn hôm qua em bán cho anh chị rồi. 11 triệu này đó anh chị có bán chị 105 luôn 61L3 lốc đen đời đầu xe đều xe sạch xe thẳng xe vậy thôi. À còn con này 67E1 không biết bao nhiêu tiền thì bán con này cho anh chị 9 triệu rưỡi. Bánh mâm xe Ford MX đó 9 triệu rưỡi em mới quay con còn kia 12 triệu mà tầm rẻ nữa bán không được nè 7 triệu rưỡi em không chơi mua về bảo hành tại gì bảo xương bảo gió bảo hành gì anh nói là em nói thiệt không có được gì trơn. Rồi bây giờ Jupiter có nhiều loại Jupiter như Jupiter này anh chị coi này đó bình xăng nghe bánh mâm xe thẳng đèo 8 triệu rưỡi mua em bán chốt đơn cho em đi. À, đi anh chị thử đi xe này 3 năm mua không được 6 triệu ỉa có cây mang cho em nói thiệt tại sao mình không hiểu chiếc xe về tố chất chất lượng như thế nào ra làm sao thì cái giá thị trường nó có hết cho anh chị mình chốt đơn con làm chia sẻ con đó. Đây anh chị coi con xe này tại sao 23 triệu một con Exciter anh chị coi em báo anh chị là xe không lỗ một miếng nghe 135 ở nhà em còn con 40 nữa gì kìa còn có con 10 triệu sao nữa kìa cái giá nào không có hết. Đây là em báo rõ ràng xe không lỗi một chút. Máy cực em cho anh chị luôn 23 triệu. Máy zin nha. Rồi tiếp theo con này cũng máy zin cho anh chị mình luôn nè. 61H1. Đó, anh chị con xe giùm em đi nè, 61H1 nè. 16 triệu đồng. Máy zin luôn. Đó hai con. Anh chị chốt đơn con nào chia sẻ với em con đó cho em nói thiệt, em bán rõ nè. Rồi con này nè. 17 triệu đồng. 60B8. Bán chị 16 thôi 16 năm thôi em bán 16 năm luôn đó 16 năm là 500 đó đó cực kỳ máy chín nó có 3 con đều khác giá với nhau. Xe thẳng chiếc này không lỗ đúng 21 đầu tiên mới ra con này luôn chị đúng tay một nó đúng áo nó luôn. Rồi đây anh chị mình chia sẻ với em con Raider. Con Cartier chứ. Cartier này mua 35 triệu mua chơi này 2022 4.000 cây. Ốc như xe mới. Mua 65 triệu mua 35 triệu lỗ 3 triệu giờ lỗ thêm 6 triệu nữa. Bán 29 triệu. Xe đậu trong nhà còn méo mặt không chị còn chạy ngoài đường anh chị coi ốc tốt này. Chưa động luôn. Em nói láo đâu, em quay thiệt. Cái nào ra cái đó. Còn như của anh Pha thì cũng rất là hiếm, ít vậy nghe, đào bích nghe. 61H9.
Thì con này bán chị 15 năm thôi. Màu bạc, đúng màu của nó là đánh giấy màu xám á. Lốp lắp nồi xe này còn khá thẳng cho anh chị mình luôn đó. Có mà là màu độc lạ đó, anh chị muốn chạy chạy đúng xe này chia sẻ với em. À, 15.500. Rồi quanh pha em bán rồi. Bán về phóng nốt cho anh rồi. Nói chung quanh pha nhà em có. Nó dao động từ cái giá 1 triệu đến vài triệu, tùy theo chiếc, tùy theo con. Anh chị đã mua dao động từ làm 9 triệu tới 16 triệu đó. Vừa cộng vừa pha vừa gì có hết nghe. Anh chị hỏi nhu cầu em chia sẻ cho anh chị, chứ không bao giờ quay đi quay lại anh chị. Nên quay nhiều quay vòng đúng không? Anh em dẫn dạy anh chị một con quay Thái đây, 100 đầu ET. Nói chung xe hôm nay em chia sẻ anh chị giá 16 năm rồi, 16 triệu bán luôn. Em mua của anh kia em về em làm thêm đóng tiền nè, 16 triệu mà anh chị tới gần thiện chí mua xe em giảm cho. Anh em điên là bán giảm bắn ban đầu luôn, quay Thái đúng quay Thái anh chị, chứ không phải là gọi là nói trời ơi bán trên bờ bán ký rụng đâu. Chia sẻ với em luôn con này. Ờ, đầu đèn này quay Thái nghe. Sáng cho em luôn con. Thuộc bọng của nó này, đó, nó đều lắm, máy em cực nghe. 36F2, 16 tỏi. Bán 16 tỏi cho anh chị mình luôn. Mua 15 tỏi kiếm 1 triệu đó, anh chị đâu có quay Thái mà rẻ như quay Alpha đâu có mũ quá. Mua sát quay Thái dọn nhiều đồ mình tình chỉ tính. Rồi chia sẻ một con quay Thái tiếp theo. Con này hai chục bán 19 năm, bên đây bán chị 19 triệu, nổ lỗ tai. Đèn cày đồ thẳng này đều đồ anh chị, cái bách bị xấu em hôm nay bách phanh trước cho chị. Phanh trước cho chị. Vàng lông này, vàng lông là nguyên thủy ngọc. Vàng lông nguyên thủy nguyên màu. À. Đó, đồ còn khá, đầu có chạm đầu ET. Đó, em chia sẻ rõ ràng. Đó, chiếc nào em quay cho anh chị coi, 5212. 9298. Chiếc này đó lâu ngày nó dạy theo năm tháng, nó dạy thì không có ai làm gì nó hết, vô bọng còn hết, để như quanh pha nó chẳng thiếu này thiếu kia, không đủ để hoàn thiện 100% đâu anh chị. Nó nhiều con nhiều loại nhiều chủng loại, nói chung là xe cộ cũng như con người mình thôi, người này người kia, xe này xe kia, chia sẻ với nhau thôi chứ biết nói làm sao cho hết lời. Xe còn nhiều với kho nhiều quá, hôm nay tự nhiên sáng ngàn khăn cổ. Thôi em quay tới đây thôi, thứ chưa cột kìa. Quay cỡ nào cũng có anh chị, giá cỡ nào cũng có hết, future từ 4 mấy triệu giật về 13 triệu cũng có xe rồi. Cho anh chị hiểu với em là chia sẻ với em thôi. À, thì xe còn đặt hàng cũng khá là nhiều, áo lát 2010 dao động từ 13 triệu tới 16 triệu xe cứng nha anh chị. Cứ ghé mua alo cho em có xe đáp ứng nhu cầu anh chị mình hết. Thôi nói chung là cuối cùng thay mặt cửa hàng xe máy Thái Bảo cho em gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình tới mọi miền tổ quốc một lời chúc bình an. Còn trong công việc sống thì anh chị cũng cảm ơn tới quý anh chị mình đã đồng hành ủng hộ kênh YouTube xe máy Thái Bảo và chia sẻ cho em rất là nhiều những chiếc xe đi miền Tây, miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Anh chị đã tin tưởng em và những người ship xa như em lặn lội từng đêm như một con cò vẫn chia sẻ khách hàng thật thân mình. Thôi cuối cùng cho em xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo. Có gì em quay cái đó, có gì chia sẻ anh chị cái đó. Rồi em thay mặt cửa hàng cảm ơn những món quà của anh chị đã gửi tặng cho cửa hàng xe máy Thái Bảo và những tinh thần, những câu thơ, câu văn, những lời thần thép nhất đã chia sẻ với em không gì hơn xin cầu chúc anh chị mãi mãi bình an, cuộc đời thành công thành đạt. Em xin chào.